tôi yêu Việt Nam. Mang đến bởi Honda Việt Nam. Vui giao thông. Tập 18, bánh sinh nhật tuyệt nhất, ngồi an toàn trên xe ô tô. Bánh kem, bánh kem, bánh kem. Chúng mình tới đây. Wow, tuyệt quá. Đến nơi rồi, cùng vào lấy bánh thôi các con. Đi thôi. Wow. Uầy, tớ chưa thấy chiếc bánh sinh nhật nào đẹp như thế này. Cái bánh này là kiệt tác đấy. He he, thật sự là cái bánh này vượt xa mong đợi của tớ. Bư thấy thế nào? Con thích chiếc bánh siêu anh hùng này chứ? Cảm ơn mẹ đã chọn cái bánh này cho con. Mẹ là tuyệt nhất. Cảm ơn anh vì đã chuẩn bị chiếc bánh tuyệt đẹp này. Nhờ anh đóng hộp giúp nhé. Này cháu, đây là chiếc bánh đẹp nhất của cửa tiệm chú từ trước đến nay đấy. Mẹ cháu thật là tinh ý. Nào các con, nhanh lên xe nào. Bữa tiệc sinh nhật của chúng ta sắp bắt đầu rồi. Yeah. Ui, ước gì tớ cũng có một chiếc bánh siêu anh hùng như của cậu. Đẹp thật đấy. Chúc mừng sinh nhật mình. Chúc mừng sinh nhật mình. Chúc mừng sinh nhật mình. Không Bư, không được tung người ra ngoài. Không. Con đừng làm mẹ sợ như vậy. Bư, cậu đừng làm như vậy. Việc đó nguy hiểm lắm. Chúng ta không được thò tay hay đầu ra ngoài khi xe đang chạy, vì người đi đường bên ngoài và các xe khác sẽ va phải chúng ta đấy. Được rồi, tớ không làm thế nữa đâu. Sắp về đến nhà chưa mẹ? Bư, cậu nên ngồi xuống và đợi cho đến khi xe dừng hẳn. Khi ngồi trên xe, bọn mình không nên đùa nghịch, vì sẽ làm người lái mất tập trung. Cũng không được đứng trong xe, càng không được đùa nghịch với cần số hoặc phanh tay, nguy hiểm lắm. Bò nói đúng đấy, con phải nghe lời khuyên của bạn. Còn bây giờ thì chúng ta về đến nơi rồi đây. Yeah. Hả? Khoan đã Bư, trẻ em không nên tự mở cửa xe ô tô. Không hề an toàn chút nào. Cho dù là mở cửa để lên xe hay xuống xe, chúng mình nên để người lớn giúp. Ái chà, giỏi thật đấy. Các cháu thông thạo về các quy tắc an toàn khi đi xe quá. Trước khi mở cửa xe, cô sẽ luôn quan sát để chắc chắn là không có xe nào đang tiến lại gần, vì cửa xe của mình có thể cản trở đường đi của họ. Việc này rất nguy hiểm và dễ gây tai nạn giao thông đấy các cháu ạ. Không còn xe chạy tới nữa, mình ra được rồi các con. Bi và Ben ơi, xuống được rồi đấy. Bánh sinh nhật siêu anh hùng cũng tuyệt vời đấy. Cơ mà, chắc sẽ vui hơn nếu có thêm các bạn của tớ đến dự. Chúc mừng sinh nhật. À, chuyện gì thế? Chúc mừng sinh nhật Bư. Chúc mừng sinh nhật. Bất ngờ chưa? Bư ơi, chúng mình cũng có quà sinh nhật cho Bư đấy. Wow, các cậu thật là tuyệt vời. Cảm ơn các cậu nhiều lắm. Tớ chắc chắn sẽ đọc nó. Hả? Wow, thích quá. Mừng đêm sinh nhật của Bư. Cần dài vào trong xe ô tô, nhớ không nên tự mở cửa xe đâu nha. Chớ giơ tay hay nói người ra khi xe đi, và đừng đứng lên, đừng nghịch bên trong xe.
Honda Việt Nam, nỗ lực hết mình vì sự an toàn của bạn.